Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Mình nghe ở bên chú Bảy đang tính đốn hai cây dừa. Hai cây dừa này là nó ở ngay cái gốc mà nó giáp ranh với phía bên mộ của gia đình của chú Tư, cho nên là nó nghiêng qua vậy nè, nó rớt tàu dừa xuống nền mộ của chú Tư, cho nên là chú Bảy thấy rớt hoài, chú Bảy thấy không được, cho nên chú Bảy đốn hai cây dừa này để trồng hai cây dừa khác cho nó thẳng, tại vì hai cây dừa này nó sát mấy dũng, nó nghiêng quá. Rồi chú Sáu qua tới rồi, thì xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng với mình đi coi chú Sáu đốn hai cây dừa này như thế nào nha. Cây hai cây dừa này cũng khó đốn ạ. Chú Sáu, anh cỏ cứ hai cái giờ này hả chú Bảy? Hai cái này trời ơi, đến rớt tàu được tùm lum hết trơn. Dạ cái này với cây đó ơi, cô ơi, hai cây à, hai cây nghiêng này nè, cái bự này thì kéo mượt gì được. Đó, cái cây dừa nè các bạn, nó nghiêng quá, khá nghiêng luôn nè. Ôi trời, chồng vợ. Biết không, bị gì ghé, mổ kỳ quá. Dạ. Chú Bảy không muốn. Dạ, lỡ nó rụng vô á. Rụng mổ rồi mồ má ông bà lớn đủ rồi. Đó, có gì mà lại chú Bảy thấy nghe, dạ, dạ, dạ. Trồng cây dừa khác chú Bảy. Ờ, thì trồng cây khác. Ngày cái dừa nó cong mất cười chết luôn hả? Em giờ sợi cây này nè, cây này hồi vô dừa làm sao á, chứ còn cây này hiệu qua chà, cây này thì rút coi kéo làm sao chứ, nhiều khi trúng cái dừa nhỏ coi tư không nha, cái đoạn đúng không các bạn, cái dừa tao là khỏi nữa, sợi cái dừa nhỏ, sợi cái dừa nhỏ mới trồng cây dừa của chú Bảy là xéo, cây dừa này là xéo qua bên đất của mình, bên đất là đất của nhà mình các bạn, còn ở đây là có cái khuôn viên này là cái khuôn viên mộ của chú Tư Trận, của gia đình chú Tư Trận, hồi xưa bán cho nhà mình á, bán đất cho nhà mình thì chừa lại cái khúc này, chừa cái khuôn viên mộ này lại, còn đất thì bán trong nhà mình. Giờ chú Bảy đốn cây dừa này để sợ nó rớt trái xuống, giật dừa này kia nó rớt trái xuống nào. Bây giờ là cây dừa này ngã thì ngã trên đó thì nó dễ nè. Còn có cây dừa này nè các bạn thì nó khó chút xíu. Đó, cây dừa này nó cong cong nè, sợ nó ngã. Sợ nó đốn, sợ nó ngã lên mộ nè các bạn. Mấy chú nãy giờ cũng đang tính toán đó, làm sao mà cho nó ngã cho im đi. Nay hỏi đi làm hả cưng? Nay cưng đi làm hả? Vậy hả? Chú Sáu. Không nổi sao rồi, nó xiên dữ lắm. Đừng bơm vậy. Bãi. Chơi. Thở loạn mà. Thở lúc cái gì đó. Giặt lại tí đi. Thiệm cái cây dịch ở nhà thiệt. Ủa là hỏi. Dịch ở nhà hay gì? Ah.
để cái này cái lọn này đó luôn. Cái keo thì tôi không hiểu quá thèm mà tại ý tàu gì được. Tới tới đây chắc không tới được rồi, tính chạy đâu hả? Này đi ngược lại, như nó vừa mới nó muốn nó đó. Bị gì đó, sợ nó họ lật mình đó nè. Đừng nó đốn thường đó. Này dữ nhất là gì á. Cái kéo qua nhánh này. Anh về đây mình nghĩ cho thiệt mạnh thôi. Gốc tới rồi. Chiến lắm anh ơi. Cái loại chừng này cũng ngon lắm. Này bỏ vào quá là kiến. Trời đất ơi thôi rồi. Gãy chết cái gì với chị Tư tao tụi bay. Đấu nhiều năm có kinh nghiệm. Dưới. Chú Sáu kéo mấy cái tàu cây, nhánh cây bị kiến vàng nó cắn rồi. Hồi đó đây có cây dừa trời đánh phải không chú Bảy? Bên đó hả con? Bên đó đó. Bên đó hả? Ừ. Ba cái lá rồi đi chú chéo mồ quá ông bà. Cây dừa này nó sai hi ghê, chặt cũng ổn. Mình trồng cái khác. Dạ. Hết xanh hay sao kỳ á? Kiến hay gì đó. Bà dừa của chú Bảy là chú Bảy trồng sen dừa con hết rồi. Ừ. Mấy năm rồi. Trồng mấy cái dừa cao này rồi trồng rồi năm 76 ạ. 76 hả? Ừ. 76 là nay bốn mấy năm rồi. Ừ, bốn mấy năm á, mấy cái dừa cao này bốn mấy năm hết kìa. Này các bạn, đó. Bốn mấy năm á. Còn mấy cây tơ này không có rồi. Mấy cây tơ này sao? Dạ, mấy cây tơ này mới trồng con nhớ mấy năm à. Đó, cây này, cây đó, lùn đi kia cái thằng bố mình con á, giá dạ. Mình con là 476 cái này. Dạ. Bảy chạy là mấy cây bên đây mấy chú Bảy mới trồng sao hả chú Bảy? Ờ, trồng sao. Ừ. Nè, cây như cây này nè các bạn. Là trồng sao nè. Rồi giờ là chú Bảy trồng mấy cây con nhỏ nhỏ này nè, còn trồng sao nữa. Được mấy năm rồi, 3-4 năm rồi. Hồi cắt cái, hai cái tàu hũ lên cái chú Sáu ơi, chú Sáu. Rồi, nó rung rồi.
tới cây cầu không vậy? Tới cây cầu nữa. Rồi, mệt chưa? Vô ba kéo. Rồi, cái này vừa nó bóng nên nó nhấn nó còn nặng hả? Mưa này dữ lắm hả? Ờ, rồi, hình như nó đi luôn. Nó khỏi chắc nữa. Nó nghiền quá trình này các bạn. Ghê quá. Này hỏi mở mày cái nhẹ gã luôn gì. Ủa bút từ đây luôn. Nó chấm bây giờ con nữa quá. Nghe chưa? Chưa, chấm chấm rồi. Còn cái gì? Ném nó gọi qua bên mình, ném bên kia đi. Chưa tới rồi, chưa tới rồi, nó còn à. Cái gì con nó xong rồi đó. Rồi tiêu cái giờ rồi. Không, tạc tàu hủ. Tạc tàu hủ chứ đập vô tàu hủ rồi rồi. Phải đập lại bác Tư. Nói đập lại gì bác Tư nghe chưa? Dạ. Hôm qua mua đâm thế vừa. Rồi. Có tàu hủ ăn rồi đó, cái cây này nè các bạn. Cái cây dừa lâu năm này nè, là ăn tàu hủ rất là ngon, rất là ngọt, nó giòn nó ngọt hơn là cây dừa tơ. Cây dừa tơ ăn tàu hủ nó lạc lắm. Rồi anh Mộc qua ôm cái tàu hủ. Kiến không anh Mộc? Kiến. Kiến gì nè, còn lấy nó. Một cái kênh kia qua nó xuống rồi sao? Dạ, kia qua á. Kiến quá chừng luôn các bạn ơi. Nè. Dạ anh Mộ cũng đã dọn mấy cái lá dừa này để vô. Tại vì nó bít ngang cái đường đi á. Đây nè. 5 cây. Dạ lên xa. Anh Me, ủa? Ủa phải anh Me không? Anh hay cỏn à? Ủa gì hả? Nó ngã nó đè cái dừa này nè. Cái dừa này ăn không ngon, cái dừa nhỏ này ăn không ngon. Ăn làm món ăn thì ăn ngon, chứ còn ăn không thì nó không ngon. Độ cao nghe tí. Một cọng dây thì chú Sáu cắn lên miệng, còn cái chân thì có cái này.
Kéo đừng cho cây dừa nó ngã ngang qua đây nè các bạn, chứ không là nó ngã thẳng qua đình đó, đập qua đó thì cho nó ngã theo cái dũng này nè. Rồi chắc ngã cây cao luôn quá. Chú vậy chú Sáu đốn cây cao tước chú Sáu. Tủ nó cao gì vậy? Dạ, sợ là ảnh hưởng rồi chết rồi chị ơi. Không, cái này đỡ quá, chứ kéo cao cao. Sợ tét cây cao ổn nè. Đâu đâu. Rồi kéo đi con, tụi bay kéo lên nó chuyển rồi á. Rung rinh này nè, nãy nó nghiêng. Nó nghiêng xéo qua đây nè các bạn. Mà giờ nó lên tới đây nè, kéo cái nó lên tới đó rồi đó. Ơ ơ ơ ơ. Không trúng cây cao mới lạ luôn á. Cây cao phải có chắc hy sinh. Đã lẽ qua tí ra vậy này. Hàng nói rồi. Con đâu nói, con nói tét cây cao mà. Con nói tét trúng cây cao. Cái này cái cây cây dừa chú Sáu canh hay hơn các bạn. Nghiêng đúng ngay dũng rồi. Canh cây dừa đúng ngay chốc luôn. Rồi cây cao bị lỡ rồi, lỡ gốc cây cao rồi. Rồi cắt cây, cắt cây tàu hũ rồi. Thì nó có chết trồng lại giùm em nha. Không thôi em qua em trồng cũng được nữa. Cái dừa tơ. Rồi có bao nhiêu dừa tơ? Gãy dừa tơ hả mẹ? Con không không sao không sao. Gãy thọt à. Con thua gì? Cao trước nha.
Cọng lá xanh này nè các bạn, lá dừa xanh này chuốt ra xong phơi bó chỏ chắc dữ lắm, chắc chắc hơn cái cọng lá dừa khô, chắc lắm. Còn nếu mà người ta đang giỏ cái giỏ, cái giỏ trái cây bằng cái cọng lá dừa này nè, thì người ta cũng lấy cái lá, cái cọng lá dừa tươi này nè, xong rồi người ta ngâm thuốc tẩy ra cái giỏ nó trắng tươi à. Đâu cây này đâu, ôi sao đâu. Ủa, chúc đó. Chúc lạ gì nhậu chú vậy? À, thịt ếch xào. Thịt ếch xào tàu hũ. À, không á, xào lá cát. Tàu hũ này thì lột. Cá trê nấu canh chua. Kệ. Đại chú Sáu phải vậy á. Ngon dữ hả? Chặt không rồi, chặt mấy cái mà không không sao nó dạ không sao nó lên được quá trời luôn á, một phân á Dung. Dạ thôi cảm ơn nhiều nghe con. Dạ trời ơi rủ cho thôi mà về cùng mình rồi. Trời ơi tôi sợ mấy cái bộ với mấy cái đó dữ lắm, rủ cho rồi cái nữa vừa thì để thì nó rụng ngon quá ông bà trời ơi. Dạ. Tội lỗi dữ lắm chú. Ừ. Hôm nay chú tính đốn hoài đó mà nay mới có dịp mới kêu chú Sáu nữa. Ừ. Chứ để rồi nó còn thế không? Dụng lá dừa nền mộ cũng được, chú cũng chịu mấy đó. Thôi mời coi, ăn còn mừng rồi. Dạ. Còn cây này á thì sau này có đốm mình gửi dự bánh ngọt rồi. Cũng sao? Rồi, rồi nghe. Dạ, thôi con vô chú Bảy. Ừ. Cảm ơn chú Bảy. Trời ơi, cảm ơn con nữa. Cây thì quá đầu tiên của trơn rồi nè. Có gì đâu.